Ở trong cái bài nhật ký học tập ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học về cái phương pháp nguồn tương đương. Thì trong một số trường hợp, nhiệm vụ phân tích mạch thì không đòi hỏi phải tính toán tất cả các dòng các áp ở trên tất cả các nhánh, mà nó đòi hỏi tính toán trên một nhánh hay là một phần mạch nào đó. Thì lúc đó việc chúng ta vận dụng các phương pháp tính toán theo nhiều cách khác thì nó sẽ dẫn đến việc là không cần thiết và kết quả dư thừa. Do vậy cái phương pháp nguồn tương đương này thì nó sẽ tối ưu kết quả và nó sẽ giúp bài toán ngắn gọn và đơn giản hơn. Thì ở trong cái bài ngày hôm nay chúng ta sẽ học về cái sơ đồ thay thế mạng hai cực có nguồn. Đầu tiên là chúng ta có hai định lý T.V. Ninh. Cái định lý T.V. Ninh này thì nó phát biểu như sau: có thể thay thế một mạng hai cực có nguồn bằng một cái máy phát điện tương đương, và máy phát điện tương đương này nó sẽ có suất điện động bằng điện áp trên hai cực của mạch khi nó hở mạch, và nó sẽ có tổng trở của nó sẽ bằng tổng trở của mạng hai cực khi không nguồn. Nhắc lại lần nữa, tổng trở của nó sẽ bằng tổng trở của mạng hai cực khi không nguồn. Hay nói cách khác thì chúng ta sẽ tính ở đây thì chúng ta có các đại lượng là E0 phức, UH phức, Z0, và chúng ta sẽ U cộng cho Z0 nhân cho Y phức bằng cho E0 phức. Và ở cái định lý thứ hai là định lý Newton. Ở định lý thứ hai, định lý Newton sẽ được phát biểu như sau: có thể thay thế một mạng hai cực có nguồn bằng một máy phát điện tương đương, đúng không? Có thể thay thế một mạng hai cực có nguồn bằng một máy phát điện tương đương. Và sơ đồ máy phát điện tương đương gồm hai nhánh nối song song. Một nhánh có dòng điện là Y nguồn, và bằng dòng ngắn mạch giữa các cực, và một nhánh là có tổng dẫn Y0 bằng tổng dẫn của mạch khi không nguồn. Nhắc lại là một nhánh nguồn dòng điện là Y nguồn bằng dòng ngắn mạch giữa các cực, và một nhánh thì có tổng dẫn là Y0 bằng tổng dẫn của mạch khi không nguồn. Hay nói cách khác, chúng ta có thể phát biểu là Y nguồn phức cộng cho Y0 nhân cho U nguồn phức bằng Y phức. Tôi có một cái ví dụ sau. Ví dụ như là một nguồn một chiều mạng hai cực nối với tải, biết là khi mà dòng tải là bằng 10A thì điện áp trên các cực của nguồn của nó là 210V, và khi điện tải của nó bằng 2A thì điện áp trên các cực của nó là 226V. Thì hãy tìm sơ đồ tương đương của nó. Thì cái đầu tiên chúng ta áp dụng đó là chúng ta áp dụng định lý T.V. Ninh. Định lý T.V. Ninh được phát biểu như thế nào? Là nhắc lại là chúng ta sẽ có thể thay một mạng hai cực có nguồn đấy bằng một máy phát điện tương đương. Máy phát điện tương đương có suất điện động bằng điện áp giữa hai cực của mạch khi nó hở mạch, và sẽ có tổng trở bằng tổng trở của mạng hai cực khi không nguồn. Hay nói cách khác, chúng ta sẽ có được cái biểu thức như thế này. Đấy. Và chúng ta áp dụng cái biểu thức đó vào cái định lý T.V. Ninh này. Thì sẽ bằng là 220 cộng 10 nhân Z0 bằng E0, 226 cộng 2 nhân Z0 bằng E0. Thì chúng ta tính ra được là Z0 và E0 sẽ bằng là lần lượt là bằng 2 và 230V. Ở cái công thức thứ hai chúng ta áp dụng đó là định lý Newton. Thì ở cái định lý này thì chúng ta sẽ bằng là Y nguồn cộng cho Y0 nhân cho U phức bằng Y phức. Chúng ta sẽ áp dụng thì chúng ta sẽ tính được biểu thức như sau.
Đấy, chúng ta sẽ tính được biểu thức y nguồn cộng 210 nhân y không bằng bằng 10, và y nguồn cộng cho 226 nhân y không bằng bằng 2. Từ đó ta tính được y nguồn bằng 110 ampe và y không bằng 0,5 giây. Hay nói cách khác, chúng ta đã tính được cái sơ đồ tương đương của nó. Cái sơ đồ tương đương của nó chính là hai cái hình này. Đây, đây chính là hai cái hình sơ đồ tương đương của nó. Tương đương với khi chúng ta dùng định lý T.V. Ninh và chúng ta dùng định lý Newton. Và cái buổi nhật ký học tập ngày hôm nay đến đây là kết thúc.